ma giáo có 3 vị lão tổ còn sống. Nghe nói đã có thực lực nửa bước ma đế. Mỗi người đều khủng bố như kiếm vô nhai. Cố công tử, hay là chờ thêm một thời gian nữa đi, ngươi hãy đi sau. Triệu cô nương yên tâm, ta tự có chừng mực. Thiên ma giáo rất mạnh, nhưng họ chỉ cần là ma tu, sẽ bị huyết mạch của ta áp chế. Thấy cố trường ca vẫn kiên trì, Triệu Yên Nhiên cũng không khuyên nữa, mà là bắt đầu nghĩ cách để hắn rời khỏi Thanh Châu. Đến Đại Bình Châu cần phải vượt qua rào chắn lên lục địa. Cách an toàn nhất là sử dụng truyền tống trận. Hơn nữa, ba thế lực siêu cấp đều đang giám sát Thiên Bảo Lâu. Nếu không sử dụng truyền tống trận, ngươi vừa ra ngoài, sợ là sẽ bị theo dõi. Cố trường ca cũng đã cân nhắc vấn đề này, chỉ là truyền tống trận quá quý giá, hắn có chút không đủ sức chi trả. Khoảng chừng nhìn ra tâm tư của cố trường ca, Triệu Yên Nhiên cười nhạt. Cố công tử, ngay cả trong Thiên Bảo Lâu của ta cũng có một truyền tống trận, có thể cho ngươi mượn trước. Ồ, vậy thì đa tạ Triệu cô nương, đến lúc đó ta sẽ trả linh thạch cần thiết cho việc truyền tống. Cố công tử, với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, ngươi còn khách khí với ta làm gì? Kia, Triệu cô nương, không có chuyện gì thì ta cáo lui trước. Triệu Yên Nhiên tùy tiện trêu chọc vài câu, cố trường ca liền bị dọa chạy mất dạng. Tên này sao lại không ăn được chiêu này nhỉ? 5 ngày sau, cố trường ca dẫn theo Ma Phong cùng 2 người, cùng Chu Nhất Hàng bước vào truyền tống trận. Theo một tia sáng lóe lên, mấy người lập tức biến mất. Cố công tử, lên đường bình an, chúng ta chờ ngươi trở về. Trong ánh mắt đẹp của Triệu Yên Nhiên hiện lên một tia mong đợi. Nếu cố trường ca thật sự có thể thu phục Thiên Ma Giáo, đến lúc đó trực tiếp dẫn theo 100 bạn ma tu trở về Thanh Châu, vậy thì Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 3 thế lực siêu cấp chắc chắn sẽ ngớ ngươi. Ma khí khủng bố, xem ra ta phải sử dụng pháp bảo vừa mới thu được. Sản phẩm nội địa tốt, công máy thời gian quần loan thật sự vững chắc. Phải rồi, nói sao thì công nghệ đen tối chứ. Bảo vật này lấy được như thế nào? Góc trái bên dưới của ta lấy. Còn biết nói dối nữa, ta tải xuống không thấy có thể lấy điện thoại. Ngươi tải xuống từ góc trái bên dưới của ta à? Cái khác ta không biết, góc trái bên dưới của ta tuyệt đối chính xác. Bên trong có 1 vạn sản phẩm nội địa tốt. Người thấy người có, rất nhiều người đã có được. Ta lấy sản phẩm nội địa tốt đã dùng lâu rồi. Còn là cấu hình cao cấp nữa, ta tải xuống không có giao diện lấy. Không thể chỉ tải xuống mà không đăng ký, phải xác thực danh tính. Ôi chao, thật sự có. Ta đã xác minh tính xác thực. Hiện tại còn có sản phẩm nội địa tốt màn hình lớn không giới hạn. Liên kết vào là có thể lấy. Lần này cũng không phiền phức. Đơn giản, chỉ cần xác định góc trái bên dưới, tải xuống và đăng ký. Treo máy, nâng cấp, lấy sản phẩm nội địa tốt, giao hàng ngay lập tức. Tôn thượng, đây là biên giới của Đại Bình Châu. Gọi là 10 vạn đại sơn. Đây là Đại Bình Châu sao? Ma khí bao quanh, quả nhiên là thánh địa của ma tu. Khí tức nơi này thật sự khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Ma Phong, Ma Bằng, các người dẫn đường, chúng ta trực tiếp đến Thiên Ma Giáo. Là tôn thượng. Các ngươi là ai? Lại có thể xuyên qua rào chắn lên lục địa mà đến? Sứ giả Ma Bằng, sứ giả Ma Phong, sao lại là các ngươi? Tôn thượng, những người này là hộ pháp biên giới của Thiên Ma Giáo. Nói là hộ pháp biên giới, chính là những người phụ trách an ninh biên giới. Ví dụ như Thanh Châu cũng có cường giả biên giới chấn giữ, để phòng tránh cường giả của các châu khác đột nhiên xâm nhập. Hộ pháp biên giới sao? Tôn thượng, Ma Bằng, Ma Phong, các ngươi lại phản bội Thiên Ma Giáo. Hộ pháp trưởng lão dẫn đầu, lập tức sắc mặt đại biến. Thiên Ma Giáo của họ ghét nhất là kẻ phản bội ma tu, dám yêu dám hận, có thù tất báo, làm sao có thể trở thành nô lệ của người khác. Ai, đây là chuyện của chúng ta, các ngươi đừng xen vào chuyện của chúng ta nữa. Hừ, 2 tên phản đồ, giáo chủ sẽ xử lý các ngươi. Tất cả nghe lệnh, giết chết những kẻ xâm lược này tại chỗ. Ngông cuồng, trước mặt chủ nhân, các ngươi dám hỗn láo. Các ngươi là ai? Cũng dám đến Đại Bình Châu của ta gây chuyện, cút đi. Tiểu Chu, ngươi lùi xuống đi. Cái gì? Sao có thể? Cô ma uy này như 100 vạn ngọn núi, làm cho mọi người không thở nổi. Cho các ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Thần phục, ngươi là cái thá gì? Đây là nguyên thủy chân ma huyết mạch. Trời ơi, ngươi lại sở hữu nguyên thủy chân ma huyết mạch. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Ngươi là tên ma tu ở Thanh Châu. Cố trường ca, các ngươi nên đưa ra lựa chọn, là thần phục hay là chết. Trước ma uy của cố trường ca, những ma tu khác không còn tâm lý phản kháng. Đây là áp chế về huyết mạch, làm cho họ căn bản không thể phản kháng. Thiên ma giáo dù mạnh, nhưng nguyên thủy chân ma lại là tổ tiên của tất cả ma tu. Ta nguyện thần phục. Ta cũng nguyện thần phục. Chúng ta đều nguyện thần phục tôn thượng. Ma Bằng, Ma Phong, các người dẫn đường đến Thiên Ma Giáo. Động tĩnh ở biên giới, các người cũng cảm nhận được rồi đúng không?
Hồi bẩm giáo chủ, nô tài cảm nhận được người đến cũng là ma tu. Hơn nữa thực lực còn rất khủng bố. Nếu nô tài đoán không lầm, nên là tên ma tu Cố Trường Ca ở Thanh Châu. Cố Trường Ca, tên ma tu được đồn đại là có nguyên thủy chân ma huyết mạch sao? Không thể nào, nguyên thủy chân ma huyết mạch đã tuyệt tích từ lâu. Không thể nào còn tồn tại trên đời. Ma Bằng và Ma Phong không phải là đi Thanh Châu sao? Họ còn chưa trở về, sao Cố Trường Ca lại đến trước? Bất kể thế nào, Cố Trường Ca đến Đại Bình Châu liền ra tay. Sợ là không muốn quy thuận Thiên Ma giáo của ta. Được rồi, bất kể mục đích của Cố Trường Ca là gì, chỉ cần đến Đại Bình Châu của ta, sẽ không cho hắn làm càn. Ai nguyện ý đi bắt người này? Phụ thân, con nguyện ý đi đến biên giới gặp gỡ Cố Trường Ca. Phụ thân, lần này để con đi, con cũng muốn xem thử Cố Trường Ca liệu có thật sự lợi hại như lời đồn đại hay không. Người này chính là Thiên Ma giáo thánh tử Ma Lăng Thiên, từ nhỏ đã sinh ra với ma cốt chí tôn, thiên phú ma đạo kinh người, mới 28 tuổi đã là tu vi ma thánh cảnh đại thành. Thấy Ma Lăng Thiên kiên quyết như vậy, ma binh thắng cuối cùng cũng không nhẫn tâm từ chối, mà là trực tiếp dặn dò những ma lão bên cạnh. Ma Húc, Chí Hùng, các người đi cùng Lăng Thiên, nhất định phải khống chế Cố Trường Ca. Nếu hắn nguyện ý gia nhập Thiên Ma giáo, vậy thì tha mạng cho hắn. Nếu hắn không muốn, giết chết là được, là giáo chủ. Đồng thời, Cố Trường Ca cùng những người khác cũng đang tiến vào Thiên Ma giáo. Hai bên gặp gỡ tại một vùng hoang mạc. Cố Trường Ca cảm giác nhạy bén, lập tức phát hiện động tĩnh phía trước. Tất cả dừng lại, có người đến. Ngươi chính là Cố Trường Ca? Chính là ta. Đinh, phát hiện mục tiêu nhiệm vụ, mời túc chủ thu phục Ma Lăng Thiên là Mano, thưởng trước một viên ma đan. Ồ, chẳng phải đây là viên ma đan mà chủ nhất hàng đã dùng sao? Một khi cho Mano ăn, Mano sẽ kế thừa nguyên thủy chân ma huyết mạch của ta. Hơn nữa, tu vi ma đạo vĩnh viễn sẽ thấp hơn ta một cảnh giới. Ma Bằng, Ma Phong, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng tiến lên bài kiến thánh tử. Tôn lão đại nhân, chúng ta, họ đã thần phục bản tôn. Bây giờ ngươi không có tư cách ra lệnh cho họ. Ma Bằng, Ma Phong, các ngươi là sứ giả của Thiên Ma giáo, cũng là hộ pháp biên giới, lại thần phục người này nên xử lý ra sao?